51 thì sẽ gặp ngã 367 thì mọi người sẽ đi vào đi từ ngã 367 đi thẳng vào Bồ Cạn và cứ đi thẳng vào con đường đó thì sẽ gặp hồ cầu mới. Từ ngã 367 vào hồ cầu mới tầm khoảng 17 km nha cả nhà. Mọi người tới khoảng 15-17 km thì sẽ tới đập hồ cầu mới. Đường thì cũng rất là dễ đi, đường nhựa hết rồi. Mọi người đi từ ngã 367 đi thẳng vào nhà cả nhà. Đây thì cầu bên cầu thì nó có thu phí nha, có cầu có thu phí. Nghe đâu cá thì cũng rất là lớn nhưng mà rất là ăn thì mọi người phải có câu phải gặp mồi. Từ mặt đường thì đi vào đường đất này khoảng 500m thì mọi người sẽ gặp và sẽ tới hồ cầu mới cho mọi người đó. Đây là cái toàn khung cảnh đập hồ cầu mới tại ấp 8 xã Bộ Cạn, Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Hồ cầu mới thì được xây dựng để cung cấp nước cho các khu công nghiệp hay là các vùng lân cận dùng cho nông nghiệp. Toàn cảnh ở đây thì rất là đẹp. Nơi ở đây thì cuối tuần mọi người tập trung ở đây câu cá thư giãn rất là vui và cả cắm trại vui chơi ở đây này cả nhà. Và những ngày cuối tuần thì nơi đây rất đông tụ tập câu cá và cắm trại ăn uống ở đây rất là vui, nơi vắng mát của Bộ Cạn nha mọi người. Câu ý tưởng rồi. Đấy, người ta đều chèo thuyền này. Đẹp không? Đây rất là đẹp nha cả nhà.
đây là chắc là không cho câu. Cảm ơn mọi người đã vừa xem xong video về cảnh đẹp và ở Vũ Cạn Quê Tô nha mọi người, nơi Hồ Cầu Mới, một trong những nơi thư giãn câu cá cuối tuần rất là đẹp và hấp dẫn. Nếu thấy hay đừng quên bấm like và đăng ký ủng hộ cho channel của mình nhé mọi người. Hẹn gặp mọi người những video hấp dẫn tiếp theo. Bye bye cả nhà.